Xin chào mọi người, thì hôm nay em giới thiệu với mọi người đến vài bé Corgi Puppy. Thì được cái đầy đủ đủ màu, thì hiện tại bé bé này thì mình đã 2 tháng tuổi, mình đã vào vắc xin đầy đủ ha, vắc xin 2 mũi. Thì có full giấy Vegara chip luôn. Thì anh chị nào muốn mua mà có kèm đầy đủ giấy tờ, hoặc là muốn nuôi cảnh không cần giấy tờ để giảm bớt chi phí, thì em vẫn có luôn ha, 2 option. Một là full giấy chip, hai là không cần giấy tờ. Thì giá sẽ mềm hơn một chút, thì anh chị cứ xem clip từng bé, xem clip bé và có thích bé nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua em ha. Em để số Zalo và số Facebook ở dưới bài phía của mình, thì có gì cứ liên hệ trực tiếp với em quay từng bé cho anh chị xem. Rồi em tiếp tục em quay mấy bé cho anh chị xem. Rồi để em quay đây là mấy bé cho anh chị. Thì hiện tại thì em đang có sẵn ở đây là 6 bé, thì gồm có 2 cái và 4 đực. Thì trong này thì đang có sẵn thì hai bé được màu vàng trắng. Thứ nhất là bé này màu vàng trắng, hai bé màu vàng trắng rất đẹp. Và bốn bé thì màu vàng trắng, thì thân lưng có pha xí đen. Đây, vàng trắng đen. Đây. Đây. Bé này màu chocolate. Cái. Đây, hai bé. Hai bé tất cả thì những bé này đều là 2 tháng tuổi, em vào chích vaccine vào 2 mũi đầy đủ ha. Thì anh chị về là nuôi thôi. Rồi. Hai bé được. Bé này bé được. Đây, bé này bé cái và bé này bé được. Thì dòng Corgi này thì nói sơ qua thì dòng Corgi này thì khi trưởng thành thì nó trọng lượng nó khoảng từ là 14 đến 17 cân. Thì anh chị nào nuôi tốt, cho ăn tốt thì những bé thì quá nó sẽ kích cỡ nó phát triển một chút là khoảng tầm hơn 20 cân. Đó là những bé dạng bé phì. Còn mà những bé nào mà anh chị chăm mà đúng theo chuẩn form của nó là khoảng từ 14 đến 17 cân. Thì đặc điểm của dòng Corgi này, thứ nhất là chân ngắn. Đặc điểm của dòng Corgi này thứ nhất là chân ngắn, lưng dài và mông to. Thì đặc trưng của dòng Corgi này là khi đi thì nó sẽ nổi bật, và dáng đi của nó thì mông sẽ lắc rất là dễ thương. Đây, mấy bé rất là tinh nghịch. Thì Corgi thì có hai loại, là một loại lông ngắn và loại lông dài. Thì tất cả 6 bé này là đều là đặc lông ngắn hết nha. Thì lông ngắn nó sẽ phô trương hơn về vóc dáng và dáng đi của nó, thì anh chị nó thích đó. Đây, bay rất đẹp trai luôn. Hiện tại thì đang cho mấy bé chơi buổi chiều. Đặc điểm của dòng Corgi này là khi đẻ ra rồi sẽ cắt đuôi ha. Thì đây thì bên em bán thì có bảo hành đầy đủ ha. Bảo hành cho anh chị là 7 ngày đầu hay về 2 bệnh Caribavo. Về mà bé dính 2 bệnh đó thì em đổi hoàn toàn bé mới, cho anh chị luôn ha. Bảo hành sức khỏe. Rồi trong quá trình nuôi chăm sóc thì em sẽ hỗ trợ về mình có kỹ thuật về chăm nuôi cho ăn. Đây, mấy bé rất là tinh nghịch, đầy đủ full chip. Thì dòng Corgi này được một cái lợi thế, một cái là lớp lông nó không quá dày như Alaska. Thì anh chị nuôi trong quá trình nuôi thì ở những nơi như căn hộ hay là trong nhà có diện tích nhỏ hẹp thì vẫn nuôi mấy bé bình thường, tại vì kích cỡ mấy bé là kích cỡ rất là nhỏ, size trung bình, nên vui nuôi trong những khu diện tích nhỏ thì rất hợp lý. Được cái dòng Corgi này là dòng rất thông minh. Dòng Corgi này thì thứ nhất thì anh chị trong quá trình nuôi dạy thì mình chỉ dạy bé rất là nghe lời, rất là dễ thương, rất phù hợp để nuôi với cho chơi với trẻ nhỏ trong nhà, khá là hiền. Dòng này rất là hiền và khá là hiếu động, nghe lời. Thì dòng Corgi này thì có nguồn gốc thì xuất xứ thì ngay xưa là ngay ở xứ Wales, thì sau đó thì được thuần hóa lai tạp và được phát triển trên toàn thế giới. Thì hiện tại thì ở thế giới thì rất là nhiều nơi nuôi dòng này, tại vì thứ nhất dòng này thân thiện, nghe lời và ngon. Đây, đặc biệt là anh chị thích được, anh nuôi bé này rất đẹp luôn. Đây, bé đực đây cực kỳ đẹp, kẻ chỉ khăn quàng cổ xung quanh rất đẹp. Rồi chó thì em giao chó toàn quốc ha. Thì anh chị ở bất kỳ nơi đâu thì em có thể gửi chó được hết. Thì em có chế độ bảo hành đầy đủ, hợp đồng đầy đủ hai bên. Đó, thì trại em ở Đắk Lắk. Còn anh chị nào ở gần Đắk Lắk thì có thể đến trại trực tiếp để bắt chó. Còn ở xa thì em gửi chó theo xe đến ha.
Đặc điểm của dòng corgi này là hiền lành và hiếu động, thì nó rất thích chạy nhảy. Thì anh chị nào mà có sân, có khoảng vườn hay là có sân nữa thì buổi sáng hay buổi chiều này đang thả bé để chạy nhảy, để bé chạy nhảy, còn chứ không nên nhốt bé nhiều quá ha. Với đặc điểm mình nuôi với dòng corgi này thì mình nên là bổ sung theo mấy chó, mấy bé là dòng như là khoáng chibi, men tiêu hóa Đức hoặc là men tiêu hóa và canxi để bổ sung thêm cho bé mấy bé. Còn ăn uống thì đơn giản thôi, anh chị chỉ cho bé ăn cơm và ăn hạt thức ăn cho chó, kèm theo đó là thịt gà cho chó. Thì những loại thịt này thì trên thị trường bán rất là nhiều, thì khoảng tầm là 15 đến 20 ngàn một ký, thì một ngày cho ăn khoảng tầm 4 đến 5 lạng thịt là ok rồi. Em quay cận cảnh đó bé. Rồi cảm ơn anh chị đã xem clip ha. Anh chị thích bé nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em ha. Rồi có gì thì hoặc là điện cạch cho lô, em sẽ quay trực tiếp với bé cho anh chị xem ha. Rồi.